in time, trước sự hiện diện của đại hội võ sư thế giới. Tôi võ sư Hà Thiên Khánh, trước sự hiện diện của võ sư thế giới. Tôi long trọng cam kết tôn trọng truyền thống và tinh thần của điều chí tâm hướng Hồ Vi Nam Việt Võ Đạo. Tôn trọng điều hướng và chính điều tâm hướng